Mình có em người yêu tên Thảo, nói là người yêu nhưng thực chất là người yêu cũ rồi. Mình còn chưa kịp nói chia tay, em ấy đã đi trước cho mình gấp đôi canxi rồi. Đúng đời, núi cao còn có núi cao hơn mọi người nhờ. Chuyện là như vậy, mình với em Thảo thì yêu nhau cũng được tầm 8 tháng. Hai đứa tình thương mến thương, mình tán em trong một lần đi chơi game trong quán net. Em Thảo là nữ đấy, nhưng mà đánh cự lắm nha mọi người. Rồi mê em luôn từ đó, thế là hả tán tỉnh em gái luôn. Em ấy đổ, rồi yêu nhau. Và như bao lần yêu đương khác, mình á là mình chiều người yêu như vong luôn á chứ. Muốn gì được nấy, không hề e ngại tiêu tiền cho bồ đâu. Hôm đấy thì em ấy muốn đi làm nail, mình thấy cũng hay hay vì chưa từng đi quán nail của con gái bao giờ, cho nên xin đi ké coi làm sao. Ngồi đợi được 30 phút thì thấy chán quá chán à, bấm điện thoại mãi không hết việc được. Thế là mình nhảy vào bảo là cho mình làm xem như thế nào. Mọi người ơi, hay lắm nha, cắt da, nhặt da, cắt tỉa móng gọi là gàn cực luôn. Lần đầu được cái móng tay như thế luôn, cũng hay hay đúng không? Nhưng mà vậy nè, cái chuyện á không ở cái móng tay mà là ở em gái nhân viên làm móng tay cho em, tên là Vi. Trời ơi, em ấy đáng yêu cực kỳ, cứ nhìn em e thẹn còn nhẹ nhàng chứ. Anh cứ ngồi im, giao tay cho em là được, đau thì anh cứ nói nha, em cố gắng nhẹ nhàng hết sức cho anh luôn. Má ơi, cái giọng này phải đi làm phát thanh mới đúng á, nghe hay dễ sợ luôn á chứ, mê cực kỳ. Lúc sau em ấy lấy điện thoại rồi giơ lên chứ. Em mới đăng bộ móng vừa làm lên phở bò, mong sẽ có người book anh ạ. À, mà Facebook anh là cái gì đấy, kết bạn với em đi, rồi anh thấy bộ nào ưng á thì đưa cho chị người yêu đến đây em làm cho nha. Anh thích nhặt da gì á thì đến chỗ em luôn đi, em làm nhẹ nhàng cho. Nghe nó cứ phải gọi là thấm nhuần tư tưởng rồi mọi người nha. Thế là mình với em ấy kết bạn với nhau. Rồi buổi tối về nhà em gái nhắn tin cho mình cũng mật ngọt, cũng thích. Mình cũng nhắn tin đò đưa vài ba câu xã giao thôi mà, với cả mình có tán đâu, em mới thả thính mình trước chứ bộ. Rồi cứ như vậy, tự nhiên mình thành người hèn, không cho em người yêu động vào máy. Tin nhắn của em ấy á, hả thì cũng để ở chỗ khuất, mất công người yêu lại hiểu nhầm thì lại khổ. Chúng mình có đi ăn uống với nhau vài ba lần, có hôm á, em ấy bị hỏng xe, chẳng thể gọi cho ai khác, nên á, em ấy gọi cho mình. Mình trượng nghĩa cho nên có đưa em ấy về luôn, chứ ai để con gái diện mình lúc nửa đêm. Lên xe thì em Vi dựa vào lưng mình ngủ một giấc, vừa tỉnh em ấy liền cất giọng chứ. Em có hơi mệt, may mà có anh chở, không thì đi xe công nghệ ngủ là họ chở đi đâu cũng không biết luôn á. Đấy, làm người phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ đúng không? Vậy là em ấy cũng có trả công mình bằng hai bữa ăn uống với nhau, cũng như bạn bè chứ không có gì quá đáng nha. Rồi hôm đó, em Vi gọi điện khóc sùm, bảo mình đến cứu em ấy đang bị thế lọ thế chai rồi nè. Mình sợ, cũng phi đến địa chỉ em ấy gửi. Vừa tới nơi, bé Vi lao vào mình, ôm chặt rồi khóc. Sao anh đến muộn vậy? Vừa nãy có người đồ lôi em vào bên trong á, em sợ quá nên phải gọi cho anh đó. Nhìn em ấy khóc mà mình thương vô cùng luôn. Đang đứng ăn ủi Vi thì thấy bé Thảo từ khách sạn đi ra, tay khoác tay với một anh trai. Mình giật mình đi đến tra hỏi luôn. Ủa, em làm gì ở đây vậy? Ồ, anh Hoàng, sao anh đây? Em người yêu nhìn mình về bé Vi rồi cười nhẹ. Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi đó hả? Hồi đó tôi còn cảm thấy cảm động khi anh sẵn sàng chờ đợi tôi làm nail cả mấy tiếng đồng hồ. Nhìn mà yêu dữ thần lắm. Nhưng đến giây phút tôi nhìn thấy hai người nhìn nhau cười cười nói nói là tôi đã thấy bất ổn rồi. Anh còn dám giấu tôi nhắn tin đi chơi với nó, giỏi thiệt á ha. À, hóa ra bé Thảo biết tất cả mà làm ngơ. Nhưng mà thực chất thì mình đây cũng đã đi quá giới hạn phát nào như em đâu hả người người yêu phản bội của anh ơi. Mình lao đến đấm cho thằng Hoàng cái. Anh em gì tầm này, khốn nạn thật sự. Còn bé Vi thì đứng ra. Chị hay thật á, anh ấy tốt thế mà chị lại cắm sừng anh ấy như thế. Chị tệ thiệt á, chị không yêu nữa thì chia tay đi. Để cho em sẵn sàng yêu anh ấy và không bao giờ cắm sừng như chị đâu. Nghe câu mắt lòng mắt dạ ghê gớm không? Người biết trân trọng mình mới xứng đáng được yêu. Bé Thảo thế mà dám nhảy vào, can mình, rồi họ vuốt mặt mình một cái rõ đau. Anh thôi đi, anh không đi quá, nhưng anh cũng đò đưa với nó cả mấy tháng rồi. Tôi chỉ đi trước anh một bước thôi. Núi cao còn có núi cao hơn mà. Tôi ngu gì để anh cắm sừng. Giờ cút khỏi đời nhau đi. Ok em. Em đang như thế thì anh đây cũng đếch cần loại như em ha. Mình đứng dậy nói lời chia tay luôn mọi người. Thích đi như người khác thì cho đi, đi đi. Về nhà mình mới điều tra, chúng nó qua lại với nhau từ đợt mình với bé Vi nhắn tin rồi. Không hổ danh là người chuyên cắm sừng ha. Em người yêu nhanh thiệt á. Thôi thì ok, chúc em hạnh phúc. Anh đây cũng đã có bộ mới rồi. Xinh hơn em, ngoan ngoãn hơn em. Em chỉ là đinh gỉ thôi. Bye. Hôm nay em kể chuyện này lên đây, ai có mắng em bất hiếu thì em chịu, chứ em không thể chấp nhận một người mẹ như vậy được. Em tên Lan, năm nay 32 tuổi, vừa kết hôn được 2 năm và có được một cậu con trai gần 1 tuổi. Vốn dĩ em sẽ sống hạnh phúc với chồng con và ba của em, nếu không có sự xuất hiện của người mẹ đã bỏ rơi em hơn 20 năm trời mà không một lần thăm hỏi. Em nhớ như in cái năm em 10 tuổi, mẹ em để lại một đống nợ nần từ việc chơi hụi cho ba em gánh vác và bỏ nhà đi.
Từ cái ngày mà mẹ biến mất, hai cha con em chưa một ngày được sống yên ổn. Ngày nào cũng có người đến chửi bới đòi tiền, còn nói gia đình em lừa đảo. Đến nỗi ba em phải bán hết đồ đạc trong nhà để trả khoản nợ mà mẹ để lại. Ba em từ một giáo viên phải bỏ việc đi làm thuê mướn đủ nghề để vừa gánh nợ vừa trang trải cho em đi học. Có hôm vừa đi làm về, trên người ba còn ướt đẫm mồ hôi, trong túi có ít tiền lương đã bị chủ nợ tới giật lấy. Tối đó hai ba con em chỉ vừa ăn bánh mì khô, vừa ôm nhau khóc. Mãi gần 2 năm sau mới nghe người ta đồn mẹ em đang ở Quảng Ninh đánh hàng Trung Quốc, còn đang cặp với ông chủ buôn nào đó bên biên giới. Ba em nghe vậy thì khăn gói dắt em lên đó tìm mẹ. Nhưng trớ trêu thay, người phụ nữ bội bạc đó chỉ quăng vào mặt ba con em 50 triệu bỏ là tiền trả nợ mấy năm nay rồi đuổi ba con em về. Còn bảo với nhân tình của bà ta rằng ba con em là ăn xin nhận nhầm người chứ không có quan hệ gì với bà ta. Ba vì lo cho em mà chấp nhận cầm lấy 50 triệu với điều kiện không làm phiền bà ta nữa. Hai ba con em lủi thủi ra về và từ đó cũng không nhắc gì về người đàn bà đó nữa. Cả tuổi thơ em sống trong lời dèm pha, làm mẹ theo trai hoặc khó nghe hơn là mẹ nó theo trai thì nó chắc phải loại con gái tốt đẹp gì. Hai ba con em đã sống trong tuổi nhục ấy cho đến đỉnh điểm khi người ta đồn mẹ em bị chính vợ của lão chủ buôn kia đánh ghen cạo đầu đến nỗi phải trốn sang nước ngoài không rõ tung tích. Vì lớn lên trong cảnh khốn cùng mà em gần như học hành một cách điên cuồng, chỉ mong xua đi khốn khổ cho cuộc đời ba em. Trời không phụ lòng người, khi vừa tốt nghiệp thì em nhận được học bổng đi du học nước ngoài. Ở bên đó vừa học vừa làm, em gửi tiền về cho ba. Và cũng may mắn là em quen được người yêu cũng chính là chồng của em hiện tại. Anh cũng là du học sinh. Sau khi nghe câu chuyện của em thì nảy sinh thương mến, lại là đồng hương nên tụi em nhanh chóng có tình cảm. Anh ở lại nước ngoài làm để lo cho tụi em, bảo em chỉ việc chuyên tâm học hành. Đến khi tụi em về nước thì anh có dắt em về ra mắt gia đình. Ban đầu nhà anh rất ưng vì dù em không môn đăng hộ đối với nhà anh, nhưng em lại có năng lực và học thức nên không mấy chênh lệch. Nhưng không biết từ đâu ba mẹ anh nghe được chuyện xấu của mẹ em lúc xưa mà từ đó sinh ra ác cảm, khó dễ không cho cưới. Ba em vì tự ái, càng không muốn em chịu khổ với cái mác con dâu hào môn mà cũng không chịu gả. Dùng dằn mãi đến năm 30 tuổi, ảnh vẫn không chịu lấy vợ mà chờ em thì hai bên gia đình mới chịu cho cưới. Cuộc sống hôn nhân của em mới viên mãn được 2 năm thì người mẹ bội bạc của em lại quay về đúng lúc vợ chồng em vừa mua nhà. Không biết từ đâu bà ta tìm được địa chỉ, đến tận nơi đòi nhận con nhận cháu rồi ở lì trong nhà em, nhắc với em công ơn sinh dưỡng 10 năm trời, còn nhắc cả 50 triệu ngày đó cho ba con em về trả nợ. Cứ thấy mặt bà ta là bao nhiêu tủi nhục ngày xưa hiện về trong em. Lại nghe bà nhắc đến công ơn dưỡng dục, em tức quá mới bảo 50 triệu ngày đó bà cho cha con tôi để đòi cắt đứt quan hệ cho bà sống với nhân tình. Giờ còn nhắc làm gì? Nếu cần tôi trả bà 50 triệu rồi biến khỏi nhà tôi đi. Bà có tư cách gì làm mẹ tôi? Tôi không có người mẹ nào tán tận lương tâm như vậy. Em cho người đuổi bà ta ra khỏi nhà thì bà ta lại đứng ở trước cổng ăn vạ, khóc lóc la lối con gái con rể vô ơn đuổi mẹ ra khỏi nhà. Hàng xóm không biết cứ đứng chỉ trỏ dị nghị bảo em bất hiếu, cho đến khi ba em qua làm ầm lên thì bà ta mới tá hỏa bỏ chạy. Nhưng hôm sau lại đến, muốn đòi em đưa số tiền 50 triệu, còn kể lể mấy năm nay sống cơ cực không ai chăm sóc. Em định bụng đưa 50 triệu để dứt tình, thì bà ta lại kêu, thôi bây giờ mẹ không cần tiền, mẹ cần con với cháu ngoại mẹ thôi, sau này con chăm lo tuổi già cho mẹ là được. Dù gì mẹ cũng là mẹ của con, cắt đứt quan hệ thì con lại mang tiếng bất hiếu, mẹ không nỡ. Em nghe xong mà ruột gan sôi hết cả lên. Em cho người điều tra cũng biết chục năm nay bà ta vẫn cứ thói cặp với mấy lão già giàu, moi tiền đi cờ bạc đề đớm, xong bị vợ người ta đánh ghen thì phải bỏ trốn, tiếng nhơ rửa mãi không sạch nổi, lại còn mặc giày về đây nhận máu mủ với em. Bản thân em đã không chấp nhận được những gì ba con em chịu đựng 20 năm qua, sao có thể tha thứ. Nhưng em vẫn cho bà ta 100 triệu, gấp đôi số tiền ban đầu rồi đuổi bà ta. Còn cảnh cáo nếu không tránh xa gia đình em ra thì em sẽ báo công an gông cổ lại. Mặc kệ bà ta khóc lóc quỳ xuống van xin, nhưng em mặc kệ, em thà mang tiếng bất hiếu cũng không nhận loại mẹ như thế này. Em không sai đúng không mọi người? Sau khi kết hôn, với chút vốn liếng cha mẹ vợ cho, tôi và vợ một cửa hàng bán hoa tươi. Càng ngày vợ chồng tôi càng kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng mà tôi cảm nhận Tuyết Ngân ngày càng giảm. Tính tình thì nói ba câu, lại mắng tôi một câu. Từ khi Tuyết Ngân có baby, cô ấy nấu nướng chả ngon lành gì trơn. Món nào cũng chua lè chua lét, ai ăn nổi trời. Khiến tôi chẳng muốn ở nhà ăn cơm với Tuyết Ngân nữa, chỉ muốn ở cửa hàng càng lâu càng tốt. Sau khi Tuyết Ngân sinh con á, cả người cô ấy lúc nào cũng có mùi rất là kỳ mọi người. Còn em bé thì tôi nói khóc ván đầu nha, tôi không thể nào chịu nổi rồi, cho nên toàn ra ngoài ăn nhậu giải khuây, khuya mới về nhà. Trong những lần đi ăn nhậu với bạn bè, tôi đã quen Thủy Tiên. Em ấy là chủ quán hải sản tôi thường xuyên đến nhậu.
Khác với Tuyết Ngân nha, tôi thấy Thủy Tiên á, cái sự trẻ trung năng động, nói chuyện cuốn hút, và đặc biệt là em ấy nấu ăn ngon lắm. Đã vậy, người Thủy Tiên lúc nào cũng phảng phất mùi hải sản nướng, cho nên khi qua lại với em ấy, tôi không sợ vợ nhà phát hiện ra mùi lạ mà ghen tuông gì hết. Hôm 14 tháng 2 vừa rồi nè, Thủy Tiên thông báo với tôi, em ấy đã có baby. Tôi vô cùng sung sướng luôn, vì đứa con mà Tuyết Ngân sinh là con gái. Tôi đang có nhu cầu kiếm đứa trai mà. Thế là tôi sang tên một căn nhà cho Thủy Tiên luôn, để em ấy có chỗ ăn ở ổn định, tôi cũng dễ dàng đến thăm mẹ con em ấy. Khác với Tuyết Ngân, dù đang có baby, nhưng mà Thủy Tiên vẫn khá là dịu dàng, chả bao giờ cáu gắt hay là đòi hỏi gì hết trơn. Tôi đã nghĩ đến chuyện á, nếu như Thủy Tiên sinh con được con trai nha, sẽ dứt khoát chia tay với Tuyết Ngân luôn. Hôm vía thần tài nè, trúng ngày đưa Thủy Tiên đi khám thai, nên tôi nói dối Tuyết Ngân á. Hôm nay anh đi mua vàng thần tài, thường tiệm vàng ngày này đông khách lắm em, chờ khá lâu, em đừng đợi anh nha, cứ bán hàng xong á thì về nhà ăn cơm với con gái đi nha. Rồi, đang ngồi chờ Thủy Tiên khám thai xong thì vợ tôi nhắn tin hỏi là bao giờ về nhà, vì lúc đó đã 9 giờ tối rồi. Thú thực á, tôi đưa Thủy Tiên đi khám phòng khám tư nhân, làm việc ngoài giờ hành chính mà, cho nên vợ đã xong đâu mà về trời. Thế là ngay lập tức tôi chụp lại cái hóa đơn mua hải sản cửa hàng Thủy Tiên, gửi cho vợ rồi nói chứ, anh đang chờ người ta thối tiền lại, anh mua 3 chỉ vàng nè. Thế nhưng mà tôi không ngờ, vợ tôi gửi lại cái hóa đơn đã được cắt ra và phóng to tên kèm địa chỉ quán hải sản của Thủy Tiên, kèm theo icon đầy dấu hỏi chấm. Lúc này cuốn quá rồi, tôi đành nói xạo, anh xin lỗi, anh đang nhậu với bạn bè, này là hóa đơn mua cá chỉ vàng. Tưởng vậy là xong nha, Tuyết Ngân sẽ không nói gì nữa. Ai ngờ 2 phút sau, cô ấy xuất hiện ngay bên cạnh tôi rồi nói chứ, anh giỏi lắm, tôi mà không cài định vị trong điện thoại của anh á, giờ éo biết anh ở cái xó xỉnh nào đâu. Nhậu 3 chỉ vàng mà chỗ này hả, hôm nay em không choảng ăn một trận không được nha. Nói rồi, Thuyên Ngân lấy cái túi sách hàng hiệu mà tôi vừa mới mua tặng cho cô ấy trước Tết, đánh túi bụi vô người tôi luôn. Cùng lúc đó, Thủy Tiên khám xong, em ấy chạy đến can vợ tôi ra, miệng không ngừng nói chứ, chị, có gì về nhà đóng cửa bỏ nhau, đây là chỗ làm ăn của người ta mà. Vợ tôi nghe vậy, gỡ luôn chiếc cao gót, định phang vào người Thủy Tiên, nhưng mà người của phòng khám đã can cô ấy ra. Chuyện này xảy ra như vậy rồi, còn cách nào hơn là tôi thừa nhận bản thân đã qua lại với Thủy Tiên và yêu cầu chia tay với Thuyết Ngân ngay. Tưởng rằng vợ tôi sẽ đồng ý ngay nha. Thời buổi bây giờ, đâu có cô gái nào chấp nhận chuyện chồng mình có nhân tình con riêng, đúng không? Vậy mà Tuyết Ngân cười lớn, rồi quăng cho tôi đóng ảnh Thủy Tiên ôm ấp thằng bạn, hay rủ tôi đi nhậu ở quán hải sản của em ấy. Tôi bắt đầu cảm thấy toát mùi hột rồi đó. Thì ra, tôi cấm sừng vợ, nhưng nhân tình của tôi cũng đi trồng sừng trên đầu tôi. Rồi giờ, tôi không biết baby của Thủy Tiên có phải là của tôi không nữa. Tôi vừa sang tên ngôi nhà cho Thủy Tiên. Giờ, sao vậy mọi người?